Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ xá lời tóc Đức Phật chùa Ba Vàng, cơ quan chức năng đã chỉ rõ không ai vu khống, xúc phạm uy tín chùa Ba Vàng, nhưng bê bối trước đó và dấu hiệu vi phạm trong vụ xá lời tóc Đức Phật là thật. Hoạt động của chùa Ba Vàng vi phạm điều 43, điều 48, điều 50 của luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Khẳng định rất rõ của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tại buổi họp ngày 4 tháng 1 khi nói về hoạt động rước và trưng bày cái được gọi là xá lời tóc của Đức Phật từ Myanmar của Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó hai ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng phát đi thông báo khẳng định hoạt động của Chùa Ba Vàng là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định số 162-2017 NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Địa phương này cũng dẫn chứng lại những bê bối tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận, nhân dân tại Chùa Ba Vàng như lễ thỉnh vong, giải oan ra trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu. Như vậy là quan điểm từ Trung ương tới địa phương nơi Chùa Ba Vàng đóng chân đều khẳng định hoạt động rước và trưng xá lợi tắc của Đức Phật của chùa Ba Vàng là chưa đúng quy định. Như vậy là nhân dân nói đúng, dư luận phản ánh đúng, những thông tin về cái gọi là xá lợi tắc của Đức Phật cũng đã được chùa Ba Vàng gỡ bỏ khỏi trang web và các nền tảng mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc không ai đưa tin sai sự thật, vu khống hay xúc phạm uy tín chùa Ba Vàng như báo cáo của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Sự thật đã được chứng minh và như Thượng tọa Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã sám hối trước chư tôn đức, ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp nhận lời sám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh đồng thời yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Còn về nguồn gốc của cái gọi là xá lời tóc của Đức Phật, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Sư trụ trì Chùa Ba Vàng báo cáo sự việc, giải trình nguồn gốc. Bộ Ngoại giao cũng đã có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để xác định nguồn gốc và công tác quản lý của nhà nước Myanmar đối với xá lời tóc Đức Phật. Những động thái rất quyết liệt nhanh chóng và kịp thời từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc chấn trình, xử lý vi phạm tại Chùa Ba Vàng để giúp đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và ổn định tình hình xã hội, duy trì môi trường sinh hoạt và hoạt động tôn giáo lành mạnh cho mọi người. Sớm thôi, nguồn gốc về cái gọi là xá lời tóc Đức Phật có đúng là xá lợi tóc Đức Phật sẽ được làm rõ và những người lợi dụng sự việc đưa ra thông tin sai sự thật, lệch chuẩn, mê lạc để lè người dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hình phạt chắc chắn không đơn giản chỉ là sám hối, như một kiểu kiểm điểm rút kinh nghiệm ban đầu của đại đức Thích Trúc Thái Minh vừa qua.